Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Tuấn Biker. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật tổng hợp các dòng xe máy cũ trong tham khảo ha. Dòng xe hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tất cả các dòng xe có mặt trong cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Đấy. Thì cửa hàng xe máy Hưng Phát thì có mua bán trao đổi tất cả dòng xe. Anh em muốn trao đổi xe hay là chiếc xe về đâu thì liên hệ trực tiếp nhé. Bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để quay cái bảng hiệu trước khi mình vào báo giá anh em nhé. Đấy. Cửa hàng xe máy Hưng Phát thì anh em có thể gõ trên Google Maps là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, và đối diện kia là 303 anh em nhé. Anh em thấy gõ trên Google Maps là mình tới rất là dễ luôn. Còn anh em ở xa thì cửa hàng vẫn hỗ trợ ship toàn quốc luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái bảng hiệu ha. Cửa hàng xe máy Hưng Phát đây. Cửa hàng xe máy Hưng Phát 186 nhé, hoặc là anh em có thể liên hệ hai số Zalo trên màn hình anh em nhé. Đấy. Hai số đó thì anh em cần như là chi tiết xe thì cửa hàng sẽ chụp hình quay video qua gửi qua Zalo để anh em tham khảo ha. Cửa hàng có rất nhiều anh em nhé, thì bây giờ mình sẽ cập nhật lần lượt từng chiếc để anh em tham khảo ha. Bây giờ mình vào gặp bạn nhân viên tại cửa hàng để cập nhật cho anh em ha. Rồi hello em ha. Dạ, hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của cửa hàng em ở trên kênh anh Thắng Bắc Cơ nha cả nhà. Đó. Hôm nay em sẽ lên video báo giá những dòng xe bên em và giá cả cho mọi người xem và tham khảo nha. Đó. Đặc biệt những dòng xe SH hiện tại em đang còn trên khoảng 20 chiếc cho cả nhà tha hồ mà lựa chọn xem tham khảo nha. Màu thì mọi người nhớ theo dõi video đó, có rất nhiều màu cho mọi người xem tham khảo luôn. Rồi. Mọi người quan tâm những dòng xe thì cứ liên hệ trực tiếp hai số trong hình giúp em nha. Em sẽ gửi hình chi tiết video chi tiết cho cả nhà xem và tham khảo nha. Đó. Okay. Và bây giờ em xin phép mọi người báo giá chiếc SH này trước nha cả nhà. Con này là 150, SH 150 đời 2014. Luôn. Con này là lên form áo Ý. Đặc biệt hơn con này lên thêm cặp mâm Ý luôn nha cả nhà. Đó, dàn chân Ý cặp mâm Ý nha mọi người ơi. Biểu số chiếc này là 79 Khánh Hòa. Đó, chiếc này em đang đỡ cho mọi người chỉ có 48 triệu 6 thôi nha cả nhà ơi. 48 triệu 6 bao hồ sơ gốc, máy móc em cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó, bảo hành 1 năm sử dụng nha mọi người. Mọi người đến kiểm tra xe phát hiện máy móc đã rớt là đồng chạm em tặng nguyên chiếc cho cả nhà luôn, không lấy phí bất cứ đồng nào luôn nha mọi người. Em cam đoan là 486 là bao rồi gốc luôn. Dạ, bảo hành máy móc thì sao em? Dạ, máy móc em cam đoan là bao zin nha cả nhà. Đó. Bảo hành 1 năm phải không? Dạ đúng rồi, bảo hành 1 năm. Đó, SH 150 anh em nhá. Đấy, rất là đẹp 48 luôn. 48 triệu 6. Đó. Rồi ok. Còn sang chiếc dòng này. Con này thì là 125. Đó, con này cũng lên form áo Ý luôn, cũng có cặp mâm Ý. Đặc biệt hơn thêm con này là nồi Ý nè, lọc da Ý, gắt chân Ý luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, 125 đời 2016 sử dụng khói xe máy cây, em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có 46 triệu 8 thôi. Đó. Bao hồ sơ gốc, máy móc em vẫn cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó, những dòng này mọi người chạy gốc chạy trước giùm em từ 10 đến 15 triệu là có xe ngay mà lên. Nha, ok nha mọi người. Rồi. Đó. Ok anh em nhé. Đó. Đây là một số cái mẫu lên áo Ý nè anh em nè. Chiếc này là chiếc màu trắng này. Áo Ý luôn. Đó, con này thì là 125 đời 2013, dàn áo mới lên keng luôn nha cả nhà ơi. Đó, đèn chó đồ mới hết luôn nha. Con này là biển số 61C1 Thuận An, Bình Dương. Đó, con này em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có 44 triệu 700, chưa bao gồm phí sơ nha mọi người. Chị hiện tại những dòng SH này em chưa bao gồm phí sơ, chỉ có con này thôi nha. Đó, hiện tại là con này em chưa bao hồ sơ. Con này là không bao hồ sơ này. Dạ. Máy móc em vẫn cam đoan là bao zin luôn, bao hồ sơ gốc luôn nha cả nhà. 448 thôi. Dạ. Đó, con này không bao hồ sơ này. Có 1-2 con là không bao hồ sơ thôi em nhá. Còn đâu là bao hết luôn. Còn xe chiếc này. Chiếc này là 125. Đó, cũng là đời 2016 luôn, biển số 83 Sóc Trăng. Đó, rất là đẹp luôn. Màu rất đẹp, màu đỏ. Con này thì là em máy móc em cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha cả nhà. Đó, em đang đợi giá cho tất cả mọi người chỉ có 46 triệu 8 bao hồ sơ gốc luôn. Máy móc vẫn cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha cả nhà ơi. Đó, 468 bao hồ sơ gốc luôn. Chạy gốc thì chạy trước tầm 10 đến 15 triệu là có xe ngay luôn. Đó. Đấy ok, anh chị em nào muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhá. Cửa hàng vẫn trao đổi xe bình thường nhá. Đấy, con bên này cũng là một số mẫu SH đời nó cao hơn này. Dạ. Con này thì là 125, đó, đời 2018, led 2 tầng, sử dụng khói xe máy cây, biểu số 66 Đồng Tháp. Đó. Con này em đang đợi giá chắc tại cho tất cả mọi người chỉ có là 60 triệu 6 thôi. Đó. 60 triệu 6. Bao hồ sơ gốc, máy móc cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha cả nhà ơi. Luôn anh em nhá. Đây. 60 triệu 6. 2018 anh em nhá. Dạ. Này em này. Đó. Mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ thì em sẽ trừ ra phí hồ sơ và trực tiếp giá xe luôn cho tất cả mọi người luôn nha. Rồi ok, đó anh chị em nào cần chi tiết mẫu nào liên hệ trực tiếp hai số Zalo ha, cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn.
Con này thì là 125 à, cũng là đời 2018 luôn, biển số 61B1 Thủ Dầu Bình Dương nha cả nhà. Đó, con này em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có 60 cụ 8 thôi, bao hồ sơ gốc luôn. Đó, máy móc bọn cam đông là bao nhiêu nha. Đó, logo SH màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Ok luôn nha cả nhà. Bao hồ sơ gốc anh em nhá. Đấy, xe rất đẹp liền lạc em này. Đó, mọi thứ hoạt động. Những con nào mà em bao hồ sơ gốc, mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ thì em sẽ trừ ra phí hồ sơ và trực tiếp giá xe luôn cho tất cả mọi người. Ok nha. Đợi anh em nào mà không rút hồ sơ thì thằng sẽ trừ phí cho anh em một chút xíu nữa ha. Đó, anh em nào không cần rút hồ sơ mình cứ để biển số đi cũng rất là bình thường thôi. Đó. Đây. Tất cả dòng xe SH thì cái hàng sẽ bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng ha. Rồi, còn bên này chiếc màu như là một kiểu màu xám chủ, xám bạc ha. Dạ. Rồi. Con này thì là 125 cũng là đời 2018 biển số 92 nam. Đó. Con này đi heo thắng màu đỏ cả trước cả sau luôn nha, rất đẹp luôn nha mọi người. Đó. Con này em đang đổi giá cho tất cả mọi người chỉ có là 59.8 triệu thôi, 59.8 triệu bao hồ sơ gốc, máy móc cam đoan là bao dinh luôn. Đó. Đấy, mọi người đến cứ đến kiểm tra cửa hàng em, đó, máy móc trực tiếp, đó, bao thợ thầy đến kiểm tra luôn, đó. Phát hiện máy móc đã rớt, đã đụng chạm, em tặng như chiếc cho cả nhà, không lấy phí bất cứ đồng nào luôn, đó. Em cam đoan với mọi người luôn nha. Anh chị em ở xa thì mình chỉ cọc trước khoảng mấy triệu em? Dạ, tầm 3 đến 5 triệu là bên em sẽ nhận cọc ship xe nha cả nhà, đó. Rồi, đó, ok. 3 đó. Đến 5 triệu là bên em ship xe ngay và luôn. Nói chung là mình thì có quay hết địa chỉ cửa hàng, thông tin địa chỉ cửa hàng nên anh em ở xa cứ yên tâm nhá. Đấy, quay tất cả tổng thể xe rồi. Quay chủ cửa hàng rồi quay biển bản hiệu luôn nên anh chị em là không có lo về bị lừa gạt này kia ha. Rồi còn đó. Chiếc cái bên này em, con chiếc bên cạnh này, con này là 125 đó, đời 2017, đặc biệt hơn con này là phiên bản ABS luôn nha cả nhà ơi. Đó, ABS biển số 60 Đồng Nai, nó rất đẹp luôn, màu xanh xi măng rất đẹp luôn nha. Con này em đang đợi giá tất cả mọi người chỉ có là 61.8 triệu thôi, cũng bao sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Ok luôn nha cả nhà, rất đẹp luôn. Mọi người thích màu xanh thì có con này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Số 18 ha. Chỗ đèn xi nhan đồ rất là bóng trong suốt, rất đẹp luôn. Màu sơn này là màu sơn 3D sơn lại đây em nhá, không phải màu zin nhá. Đấy. Con này thì ABS luôn, 2017 này. Đấy, giá niêm yết công khai đây nhá, 618 này. Còn chiếc bên này cũng là ABS luôn em. Dạ đúng rồi, chiếc bên cạnh này cũng là ABS luôn nha cả nhà. Con này thì là 125 đời 2018 biển số 61D1 Bình Dương nha cả nhà. Đẹp đó. Con này cũng là phiên bản ABS luôn, đời 2018. Con này em đang đỡ cho mọi người chỉ có 61.8 triệu thôi. Đó, cũng bao hồ sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đấy, 618 anh em nhá, ABS luôn. Zin liền lạc, chơi cực đẹp luôn em ạ. Những mẫu LED 2 tầng nhìn dàn đầu rất đẹp luôn nha, nhìn viên dàn áo nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đó. Con này đây. Con này thì là biển số thành phố nha cả nhà. Đó. Con này biển số 59X1 SH125 đời 2017 đó. Con này là phiên bản thắng thường CBS nha cả nhà. Em đang đợi giá chiếc này cho tất cả mọi người chỉ có 59.7 triệu thôi. Đó, 59.7 triệu cũng bao hồ sơ gốc luôn. 59.7 bao hồ sơ gốc cho anh em luôn. Đó, đây cũng là cái mẫu đời LED 2 tầng 2017 à. Rồi, con xe chiếc bên cạnh này. Con này thì là 125 cũng là đời 2016 nha mọi người. À, con này đời 2016 là cũng có khó xe mặt cây luôn. Con 2016 à. 2016 là có mặt cây rồi anh em nhé. Con này em đang đợi giá cho tất cả mọi người chỉ có 47.8 triệu thôi nha cả nhà. Bao sơ gốc luôn. Đó. 478 vỏ lốp rất là dày luôn nha. Gần áo đẹp liền lạc anh em nhé. Rất là cứng luôn. Đó, những dòng SH từ đời 2016 trở đi đến bây giờ thì đều sử dụng khó xe mặt cây, khó remote hết nha cả nhà. Đó, con này cũng 2016 khó remote này, khó thông minh rất là sang luôn. Đó. Chỉ có 47 cụ 8 thôi, bao sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha cả nhà. Ok. Đó, màu đỏ rất đẹp luôn, đỏ đô nha. Đó, còn con này thì màu đỏ tươi. Đó. Con này thì là 125 cũng là đời 2016 luôn. Cũng có sử dụng khóa xe mặt cây, biển số 70 Tây Ninh. Đó. Chiếc này thì đi mâm giúp phụ là màu bạc nha cả nhà. Đó. Em đang đợi giá chiếc này cho tất cả mọi người chỉ có 47 cụ 8 thôi, 47.8 triệu nha cả nhà. Cũng bao hồ sơ gốc, máy móc thì bao zin luôn nha. Đó. 478 bao sơ gốc anh em nha. Ok. Mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ thì em sẽ trừ ra phí hồ sơ và trực tiếp cho tất cả mọi người luôn. Còn bốn đôi chạy góp chạy trước thì những chiếc này mọi người chạy góp chạy trước giúp em tầm 10 đến 15 triệu thì đã có xe ngay vào luôn nha mọi người. Rồi. Đó. Ok, đó anh chị em nào cần hỗ trợ chạy góp thì mình cứ inbox trực tiếp cửa hàng hỗ trợ ha. Đó. Rồi. Thấy con này màu đỏ đô nha cả nhà. Đó, con này là 125 đời 2015 biển số 93 Bình Phước nha cả nhà ơi.
Con này em đang đợi giá cho cả mọi người chỉ có 46 46 triệu 6 thôi nha cả nhà ơi. Đó. À 46 triệu 600. 46 triệu 600 bao hồ sơ gốc luôn, máy móc vẫn bao zin. Đó, đèn đỡ mất đẹp nha cả nhà. Chi tiết xe với là rất là liền lạc và rất là đẹp anh em nhé. Đây. Đó, anh chị em nào cần chi tiết về thông tin về chiếc xe nào cứ liên hệ trực tiếp số Zalo cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ cho anh em luôn nhé. Đó. Có con này thì đi mâm với là màu bạc nha cả nhà ơi. Đó. Đẹp rồi anh em ạ. Rồi ok. Cô sang chiếc kế bên cạnh cũng là đời 2015 luôn, SH125 đời 2015. Đó. Con này biển số 61 Bình Dương, em đang đợi giá cho tất cả mọi người là 46 triệu 6. Đó. Bao sơ gốc, máy móc bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó, đi mâm với phụ là màu đen bóng nha cả nhà. Rồi ok, 2015 biển 61 này. Dạ. Rồi mình sẽ đi hút bên này luôn. Bên này thì chiếc AB này. Dạ, hôm nay dòng AB nha cả nhà. Đó. Con này AB 125 đời 2019 sử dụng khó xăm cây, khó remote nha cả nhà. Đó, còn hai chiều luôn, nguyên zin luôn nha mọi người ơi. Đó. Con này cũng khá đẹp anh em ạ. Con này thì xe ngay chủ ký. Đó, biển mà con này ô tô chỉ có 13.000 cây thôi nha cả nhà. Đó, máy rất là êm. Em đang đợi giá cho tất cả mọi người, chiếc này chỉ có là 24.8 thôi nha mọi người ơi. Đó, 24.8 mới đi 13.000 thôi anh em nhé. 24.8 thì em chưa bao gồm phí hồ sơ nha cả nhà. À, chiếc AB này chưa bao hồ sơ. Đó, là mọi người có nhu cầu rút hồ sơ sang tên thì thêm phí giúp em. Máy móc em vẫn cam đoan là bao zin, bao kiểm tra thoải mái, bảo hành cho mọi người đến 1 năm luôn. Đó, riêng chiếc này. Đó, máy con này ô tô 13.000 cây thôi nha cả nhà. Đó, máy móc em đô luôn, em đợi cho mọi người chiếc này. 13.000, có mặt cây. Bốc thắng. Có cái đá trống không? Có. Má rồi tôi. Rồi, phía sau đây khi là bị đá trống hay gì. Rồi. À, con này thì hết xăng rồi nha cả nhà. À, xin lỗi mọi người, con này hết xăng. Rồi, ok. Dạ. À đây, xuống xăng rồi. Đó. Đó, con này chỉ có 24.8 thôi. Đó. Đời 2019, ô tô 13.000 cây, khóa hai chìa. Đó. Màu đỏ rất đẹp luôn nha cả nhà, xe ngay chủ ký luôn. Màu mâm với phụ là màu bạc. Ok nha mọi người ơi. Đó, 24.8 ha. 24.8. Rồi, ok. Máy móc em ru, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó. Còn sai chiếc cái bên cạnh này là dòng Sonic nha cả nhà. Đó. Dòng Sonic màu vàng đen đời 2022, con này ô tô chỉ có 1.800 cây thôi, lên khó chống trộm. 1.800 cây. Đó, con này lên khó chống trộm luôn nha cả nhà ơi. Rồi, đó. Chống trộm. Bao tay, tay thắng tay con, bình dầu, đó vài con ốc Salaya dưới vài con ốc Titan nha. Con này biển số 84 Trà Vinh, em đang đỡ cho tất cả anh chị em thì có là 29.8 thôi. Đó, Sonic cũng giống AB thôi, chưa bao gồm phí hồ sơ, mọi người có rút hồ sơ sang tên thì em sẽ thêm phí nha. Những cái mẫu công tay này thì mình bảo hành máy móc là 6 tháng em. Dạ đúng rồi, riêng những dòng xe công tay em bảo hành máy móc 6 tháng, công tay với xe số nha cả nhà. Rồi, đó. Ok. Máy móc em vẫn bao zin, bao test thoải mái, bao kiểm tra luôn, bao thợ thay đến kiểm tra luôn nha, ok luôn nha mọi người. Đó. Đây. Còn sang màu đen nhám này, con này biển số 90 Hà Nam. Đó. Màu đen nhám rất đẹp luôn nha mọi người, cũng là đời 2022 luôn. Đó. Đen nhám đi mâm màu đỏ rất đẹp luôn. Đó. Gai góc còn rất dày luôn nha mọi người. Con này em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có là 30 triệu 6 thôi. Đó. 30 triệu 6 vẫn như con màu vàng luôn, là không bao gồm phí hồ sơ, máy móc vẫn bao zin. Con này còn gió này. Con này mới đi mấy ngàn này mà ha. Dạ con này thì đi còn lâu quá cũng rõ 8-9 ngàn này phải này. Dạ con này đi 8.000 cây thôi nha mọi người. Ha. Đó. Đó lướt luôn em ạ. Đó máy móc em ru nha, bao zin cho các cả mọi người luôn. Xe nguyên bản luôn nha, mới đi 8.000 cây thôi. Đó. 90. Ok. Rồi. Bên con, này cũng có Sonic đó anh em này. Dạ con này thì là đời 2021 nha cả nhà. Đó con này đời 2021 biển số 67 An Giang. Màu đỏ trắng rất đẹp luôn. Chính này em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có là 28.8 thôi. Đó, 28.8. Máy móc vẫn bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó. Máy móc em ru nha. Đó. Đó ok em nhá. Đấy. Okay, giá này cửa hàng là chưa bao gồm hồ sơ nhá, cái mẫu con tay này. Nếu anh em nào muốn có nhu cầu là rút hồ sơ sang tên, cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút hồ sơ sang tên luôn ha. Đó, mọi người chốt xe em còn tới chốt xe em fit thêm lọc lá xanh, cọ cà phê, cà pháo nữa nha cả nhà. À rồi, ok.
Nó còn sai chiếc kế bên cạnh này là đời 2020, biển số 62, Long An. Đó, con này là zin từ đầu đến cuối luôn nha mọi người. Đó, ốc tán cùng chưa thay bất cứ phụ tùng nào luôn. Đó, con này em đang gửi cho tất cả mọi người là 27.800. Đó, 27.800 nha mọi người. Máy móc vẫn bao zin. 27.8. Đó. Đấy. Em nổ máy cho tất cả mọi người xem. Đó. Máy móc zin, dàn ngoài thì cũng là zin luôn, chưa lên đồ chơi gì hết nhá. Đó. Ok luôn nha mọi người. Đó. Rồi, okay. Còn sang chiếc Sony cuối cùng này, chiếc Sony cuối cùng này thì đặc biệt hơn xíu nha mọi người. Con này đời 2020 đó, biển số 68 Kiên Giang. Con này thì máy móc zin nha, máy móc zin, ốc tán còn zin luôn. Đó, còn đặc biệt là cái bô nha mọi người, cái bô thì đã lên bô nha. Con này thì bô chiếc bô RL nha. À, rồi ok. Con này thì là cũng là 27.800 luôn. Đó, con này thì là máy móc em bao zin luôn. Rồi. Con này chỉ lên một cái bô nổ cho to to xíu nha cả nhà. Đó, nếu anh chị em nào mà không thích cái bô tiếng bô này thay bô zin, em vẫn thay cho các cả mọi người luôn. Rồi. Đó. Đó. Ok, con này bô này nổ to chút xíu nha. Anh em không muốn bô này thì cửa hàng cho bô đổi bô zin lại á. Đó, có hỗ trợ đổi bô lại luôn. Còn nếu mọi người thích thì bọn cứ giữ mà chạy. Ok nha cả nhà. Rồi, đó. Okay. Đi mâm màu đỏ nhìn rất đẹp luôn. Ok nha mọi người ơi. Đó. Rồi, cái bên này luôn. Còn cái bên này thì là những dòng SH1 nha cả nhà. Đó, con này thì là đời 2020 phiên bản CBS biển số 61D2 Dị An Bình Dương nha. Con này em đang đợi giá cho cả mọi người là 45.800 nha mọi người. Đó, con này là 45.800. 2020 luôn hả? Dạ, đời 2020 phiên bản CBS 45.800. Đẹp anh em nhá, 2020 ha. Đó, rất đẹp luôn. Đó, bao hồ sơ gốc, máy móc vẫn bao zin, bảo hành 1 năm sử dụng nha. 45.800. Rồi, mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ thì em sẽ trừ ra phí sơ và trực tiếp giá xe cho tất cả mọi người luôn. Rồi. Còn bên đây SH1 thì có thêm bản này là ABS nữa anh em này. Dạ đúng rồi. Con này thì là màu xám bạc nha cả nhà. Đó. Con này thì là đời 2021 phiên bản ABS nha. Heo thắng màu đỏ nhìn rất đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Biển số 62 Long An. Em đang đợi giá cho tất cả mọi người chỉ có là 55.600 thôi nha mọi người. 55.600. Bao hồ sơ gốc luôn. Đó, đặc biệt hơn con này Odo chỉ có là 6.000 cây thôi nha cả nhà. Đấy, con này đi 6.000 cây đây. Anh em thấy là lốp còn dày cui luôn anh em này. Đó, 6.000 cây là mới khoảng là 2 bình nhớt nha mọi người ơi. Đó. Ok, đó thì rất là ít luôn, 55.8. Rồi. Con này thì là đời 2022 nha cả nhà, phiên bản ABS đó. Con này thì là em đang đỡ cho tất cả mọi người với giá là 56.800 nha cả nhà ơi. 568. Tháng heo thắng thì màu vàng gold nha, biển số 49 Long Đồng. Con này ở đâu khoảng 10.000 cây thôi. Đó, 56.800 bao hồ sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha. Đó, ABS đấy, mốt với hai con giống nhau này. Chênh lệch khoảng 1 triệu thôi. Để trả góp thì cũng trả tầm 10 đến 15 triệu thì có lên hồ sơ duyệt ngay và luôn nha cả nhà. Okay, luôn nha mọi người. Đó. Còn xanh những dòng này thì là cũng là SH Việt Nam luôn. Đó. Con này thì là 150 đời 2013. Đó, màu đen nhám, biển số 60 Đồng Nai nha cả nhà ơi. Em đang đợi giá cho tất cả mọi người chiếc này chỉ có là 48.700 thôi. Bao hồ sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn nha cả nhà. Ok, 487 ha, bao hồ sơ gốc. Rồi. Rồi sang chiếc bên cạnh này, con này cũng là màu đen nhám luôn nha. Đó, con này thì giặt áo rất đẹp luôn, liền lạc. Con này đời 2014 SH125, biển số 82 Công Tâm. Đó, chiếc này em đang đợi cho mọi người chỉ có là 44.800.000 thôi. 44.800 đi mâm dưới phụ là màu bạc nha cả nhà. Đó. Ok, 448 bao hồ sơ gốc luôn hả? Dạ, bao hồ sơ gốc, máy móc, bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đấy, nha mọi người. Okay. Ơi. Ok, nếu anh em mà không rút hồ sơ, cái hàng sẽ trừ thêm phí là 2 triệu luôn ha. Dạ. Đó, còn là 42 nếu anh em mà không rút hồ sơ. Còn phí thêm lọc lá, sen cổ, cà phê, cà pháo nữa nha cả nhà. À, ok. Đó. Còn xe chiếc tới bên cạnh này cũng là màu đen nhám luôn nha mọi người. Đó, cái dây hiệu màu đen bóng. Con này cũng là đời 2014 luôn, biển số 70 Tây Ninh. Em đang đợi giá tất cả mọi người cũng là 44.800 bao hồ sơ gốc luôn. Đó. Rồi, okay. Bao hồ sơ gốc luôn nha cả nhà ơi. Đó, màu rất đẹp luôn. Tây Ninh. Rồi, còn đây có chiếc màu trắng này cũng màu khá đẹp. Màu trắng này. Ngọc Trinh, rất đẹp luôn nha mọi người. Con này là 125 đúng không em? Dạ đúng rồi, con này 125, biển số thành phố 59N1 nha mọi người. Đó. Đời 2014. Ok nha mọi người ơi. Con này đặc biệt hơn có cái giấy ủy viên. Đó, mọi người rồi. Không có nhu cầu rút sơ cái giấy ủy viên vẫn được nha mọi người.
em đang đợi cho tất cả mọi người, chiếc này chỉ có là 44.8 triệu luôn đó, 44.8 triệu cũng bao hồ sơ gốc, mọi người không có nhu cầu rút hồ sơ cứ giá hiện bây giờ thì em trừ phí hồ sơ và trực tiếp giá xe luôn nha cả nhà. Đó, ok đó. Chiếc biển Sài Gòn nhá. Rồi còn sai chiếc kế bên cạnh này, con này là 125 đó, 125 đời 2016 nha cả nhà ơi, cũng sử dụng khó xe máy cây. 2016 là đều có khó xe máy cây hết nha cả nhà. Biển số 60 Đồng Nai, chiếc này em đang đợi cho tất cả mọi người chỉ có là 47.8 triệu thôi. 47.8 triệu bao sơ gốc, máy móc bao dinh, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đó, mọi người đến kiểm tra xe phát hiện máy móc rớt đụng chạm em tặng hai chiếc cho cả nhà. Đó, không lấy phí bất cứ đồng nào. Xe cửa hàng còn bớt thêm lộc lá cho nhầm nữa ha. Rồi còn bên đây thì có một số cái mẫu Vario 150 nè anh em nhé. Vario 150 hiện tại em còn 4 chiếc nha cả nhà ơi. Đó 4 chiếc toàn bộ là 150 hết luôn. Đó, như con này là màu xám bạc luôn nha cả nhà. Đời 2018 biển số 86 Bình Thuận, chiếc này em đang đợi giá cho cả mọi người là 34.6 triệu. À 34.6 triệu. Vario cũng giống như dòng Sonic AB, em chưa bao gồm phí hồ sơ. Mọi người có nhu cầu rút hồ sơ sang tên bấm biển mới nhập tìm phí giúp em nha. Đó, còn vẫn bảo hành máy móc 1 năm, máy móc bao dinh, bao kiểm tra thoải mái luôn. Ok. Còn xe bên đạn này là con màu đen nhám vàng vàng nha mọi người. Đó. Vàng cát ha. Dạ. Con này thì là 150 đời 2019. Đó, biển số con này thì là 83 Sóc Trăng nha cả nhà. Đó, rất đẹp luôn. Con này em đang đỡ cho tất cả mọi người chỉ có là 35.700 thôi. Đó. Máy 35 móc 7. Bao dinh. Đó. Okay. Rất đẹp nha cả nhà ơi. Rồi. Màu nhám nha mọi người. Rồi sai chiếc kế bên cạnh này. Màu đỏ riêng nhám. Đỏ nhám luôn. Biển số 37 Nghệ An. Đó, đời cũng là 2019 luôn. Cũng giá là 35.7 triệu luôn nha cả nhà. 35.7 triệu. Đó, rất đẹp luôn. Đó, 35.7 nha. Còn cái mẫu Vario này cửa hàng chưa bao gồm hồ sơ em nhé. Đó, những mẫu Vario này mọi người đinh góp chạy trước tầm 5 triệu là đã có xe ngang rồi luôn nha mọi người. Còn mọi người chạy trước nhiều thì là lãi suất càng thấp đó. Rồi. Đấy là qua mọi người. Còn con này cũng là đời 2019 luôn. Đó, màu cam rất đẹp luôn. Con này biển số 60 Đồng Nai. Con này chỉ có 35.6 triệu thôi. 35.6 triệu, máy móc vẫn bao dinh, bảo hành 1 năm sử dụng nha mọi người. Đó. Vario thì em chưa bao gồm phí hồ sơ nha. Đó, mọi người đến chốc xe em cũng fit thêm lọc lá sang cổ cà phê nữa nha mọi người. Đó. Rồi. Em nhắc em cam đấu với mọi người là toàn bộ xe bên em nãy giờ em báo là toàn bộ là xe dinh hết. Bao dinh cho cả nhà, bao kiểm tra luôn. Mọi người có thể dành một chút thời gian đến địa chỉ cửa hàng em 303 Lý Thường Kiệt, Giá Bình Dương xem xe, test xe thoải mái, ok nha mọi người. Rồi ok ha. Đấy, hôm nay thì mình cập nhật tổng hợp tất cả các dòng xe trong cửa hàng. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe nhé. Đấy, có trả góp luôn, trả góp anh em cầm theo căn cước công dân thôi. Từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Tất cả dòng xe cửa hàng bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm cho anh em sử dụng nhé. Anh em cần tư vấn về mẫu xe nào inbox ngay số Zalo cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé. Rồi ok, chào em ạ. Dạ em chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Dạ ok, còn em đang xem đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các dòng xe khác em tập khảo sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.